Xin mời câu hỏi số 15. Chắc chắn là bạn Hoàng là người rất là thông minh, nhớ rất là tốt. Chứ còn bảo là giỏi thì chắc là cũng bớt giỏi rồi. Em không biết, anh đừng nhìn em. Câu này sai thì có phải đền bù gì không ạ? Vĩnh viễn là không bao giờ, chỉ có ở nhà xem thôi. Chúng tôi đã lo lắng việc này xảy ra và quả đúng như thế thật. Anh đứng đây đã, có gì anh phải chịu trách nhiệm cùng chứ. Anh đi đâu? Chạy đâu. Em thấy là hơi hoang mang ở đây, bắt đầu khó. Thôi, tôi vẫn phương án mặc dù có thể là hơi mạo hiểm. Hơi mạo hiểm. Tôi nghĩ người chơi này là một trong những người chơi liều. Thôi đằng nào anh cũng chọn rồi, anh không giải thích với em làm gì nữa. Nếu mà bỏ thì tôi biết lắm. 150 triệu hay là 250 triệu? Có khi biết ít một tí đấy, có khi là ai. Cái đoạn im nghe mới là cái đoạn ăn tiền đấy. Đấy.